Sáng ngày 19 tháng 7, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành địa phương đến viếng, dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước tại Nghĩa Trang, Hàng Dương, huyện Côn Đảo, Bà Địa Vũng Tàu. Tham dự lễ viếng có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn San, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, lãnh đạo tỉnh Bà rịa Vũng Tàu, các sở ngành ban ngành địa phương đặc biệt lễ viếng còn có sự tham gia của gần 80 cựu tù chính trị Côn Đảo. Trong ngày 19 tháng 7 tại huyện Côn Đảo có nhiều hoạt động tưởng niệm triền các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước như tổ chức lê dỗ các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước tại đền thờ Côn Đảo gặp mặt các cựu tù chính trị Côn Đảo ở khắp mọi miền đất nước, lễ thắp nến tri ân tại nghĩa trang Hàng Dương cầu truyền hình chương trình nghệ thuật đặc biệt bản hùng ca bất diệt kết nối giữa Nghĩa Trang Hàng Dương và Nghĩa Trang Liệt sĩ A1 tỉnh Điện Biên, thăm bảo tàng Côn Đảo và di tích nhà tù.